Hello anh em, hôm nay mình mới mua hai con máy cắt nha anh em. Đó, và đây một con nữa này. Hai con máy cắt điện 100V nha mọi người. Đó, hôm nay mình sẽ review hai con máy cắt này. Và hồi mình sẽ tháo thử cho các bạn coi một con không ạ. Trước khi mình mua hàng điện 100V á, khi đem về mình phải thử như thế nào nha mọi người. Mình thử cho nó sống rồi á, rồi về mình cần phải vô dầu mỡ cho nó mới chạy, mới chất lượng nha mọi người. Khi hàng mà người ta để ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài trời rồi thì nó sẽ bị sét nha mọi người. Đó, nó bị sét đủ thứ hết. Đó. Lúc này mà người ta đi mua về thì nó vẫn chạy bình thường, ok, nhưng mà chạy nó sẽ không bền nha mọi người. Điện 100V đây, mình sẽ review lấy nét cho mọi người coi nha. Ok, khi mình mua xong mình test cho nó chạy, giờ mình thử test cho nó chạy thử nha mọi người. Đó, và đây là cái mình đã chuẩn bị cái ổ áp sẵn rồi mọi người. Bây giờ mình mở điện lên thử nè. Đó, mình có thể mình xài lỗ 100V và 110 nha mọi người. Cả hai lỗ này đều xài được hết mọi người. Ok. Đó, phía đây là 100V, 110. Và cái ổ áp mình đang xài là 500VA nha mọi người. Đó. Bây giờ mình ghim, mình test thử một con máy cắt nhỏ trước mọi người. Công suất của con này là 650W nha mọi người. Bây giờ ta ghim thử lỗ 110. Bây giờ ta review thử nha. Trước khi mình mua thì người ta đã thử cho mình chạy trước mọi người. Và một hồi mình sẽ gỡ cái máy này ra, mình sẽ vô dầu mỡ luôn nha mọi người. Bây giờ mình thử vào một cái máy lớn hơn. Đó, đây là một cái máy lớn hơn, mình đã vô dầu mỡ xong nha mọi người. Bây giờ mình test thử cho mọi người coi luôn. Đây, mình vẫn là ghim lỗ 110 nha mọi người. Đó, đây là dây điện đây. Con này bự hơn. Mình bắn thử nha mọi người. Đó. Con này mình đã vô dầu mỡ rồi nha mọi người. Ok. Trước khi tháo chúng là ta chuẩn bị dụng cụ nha mọi người. Đây là chai R7 chống sét. Là mở bò, mở bò. Tản cái nút này xuống và ta dùng chìa khóa ta mở nha mọi người. Bây giờ lưỡi tháo khó quá, bây giờ mình sẽ tháo phía sau đít nha mọi người, khỏi tháo lưỡi luôn nha mọi người. Khi nào ta cần thiết ta mới thay lưỡi mới nha mọi người. Ok. Và phía đây là phía xung quanh. Đây là một cái cò để mình tháo lưỡi nha mọi người. Đó. Khi mình tháo lưỡi mình sẽ ấn cái cò này xuống. Lúc này ta tra dầu mỡ, ta sẽ tháo một con ốc bên đây. Những ốc phía đây, ta tháo những ốc này hết ra nha mọi người. Bây giờ ta tiến hành tháo thôi. Trước tiên ta thấy lấy thang ra nha mọi người.
đây là than của nó mọi người. Ta lật qua phía này là tháo thiếu than từ cục than tiếp theo. Trước khi mình mua mà máy điện 110 gì là các bạn nên tháo ra vệ sinh và vô dầu mỡ nha mọi người. Nó xài mới bền. Còn mình không vô dầu mỡ mình xài thời gian nó sẽ bị hư nha mọi người. Tại vì để lâu quá nó dầu mỡ mỡ bò nó bị khô hết. Con này mình cũng chưa tháo ra nha mọi người. Đó, con ốc nó dài vậy đó. Ok. Đây là con ốc nhỏ. Đó, bây giờ mình đã tháo ốc, giờ mình dỡ ra nha mọi người. Tiến hành đã gỡ ra. Và đây mình đã tháo xong rồi mọi người. Đây là công tắc. Tắc và phải là gỡ ra để vệ sinh mọi người. Tắc là cho miếng R7 xịt vô đây cho nó trơn chu một tí. Okay. Phía trong người ta quét cho sạch mọi người. Rồi phía đây. Phía đây là cái nhông. Cái nhông nó gắn vô đây nè. Lưỡi này mình gửi không ra nha mọi người, chắc quá. Đó. Chủ yếu là mỡ bò nằm trong đây nha mọi người. Mỡ bò nó tiếp xúc giữa găng này với này. Và anh ta dùng mỡ bò tha vô. Xay thử. Xay cho nó đều nha mọi người. Thêm mỡ bò vô. Ok, bây giờ ta thay nó đầy rồi mọi người. Đợi bớt ra. Đó, cái chồng này đã đầy rồi nè. Ok. Giờ đã tiến hành vệ sinh mặt đạn luôn. Các bạn xài hàng nội địa này mà các bạn phải vô xịt dầu vô mấy cái mặt đạn này luôn. Chủ yếu là mấy cái bạc đạn này. Và tiến hành xử mấy cái xét này luôn mọi người. Xịt miếng chống xét vô. Cho nó thêm tiếng vào bò nữa mà.
Và video này mình đã tháo hết ra toàn bộ chi tiết của cái máy nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ quay tổng cảnh cho mọi người xem nha. Đó, đây là từng món mình đã tháo xong. Ok, giờ ta tiến hành lắp lại nha mọi người. Trước khi lắp, ta bôi dầu mỡ lên trên phía trên và kiểm tra nha mọi người. Kiểm tra vặt đạn có rơ lắc hay không. Rồi ta sẽ bôi dầu mỡ vô. Rồi ta tiến. Đồng thời bên trong có cái gạt này nha mọi người. Rồi ta sẽ chuẩn bị cái cặn gạt. Cái đầu phá cốt nha mọi người. Đó. Trước tiên ta thử trước phía này. Ta lắp cái càng gạt này trước. Đó, càng gạt này cho đúng nha mọi người. Cái này không đúng nữa là mở ra không được. Ok, giờ ta tiến hành lắp cốt vào. Ok, ta đã lắp xong mọi người. Cần gạt này ta phải đẩy qua đẩy lại để nó phá cốt của ta mọi người. Đó, ta phần tiếp theo. Ok, mình đã lắp phần tiếp theo xong mọi người. Này dính với motor. Này cần gạt là ta bấm vô bấm già phá cốt. Mà sẽ giữ cái cốt này cứng mà mình tháo nha mọi người. Buông ra. Giữ. Buông ra. Mình mới xây được. Đó. Mình phá lại. Tiếp theo ta lắp tay nắm nha mọi người. Wow. Rồi tiếp theo ta dùng cái phía này. Ta lắp vô cho đúng ba con ốc này nha mọi người. Ốc này bị hư nên mình dùng vít mình dặn đó mọi người. Ok, cái này mình kiểm tra cái vị trí này coi bật được không nha. Đó, bật nhảy ra, bật nó nhảy ra là ok mọi người. Theo mình sẽ lắp lưỡi vào. Phần lưỡi gồm có cái này mọi người. Thả nó vô trước. Ok. Theo là phao gài mọi người. Đây là phe gài. Ta dùng kìm kìm bung ga nha mọi người.
Ok, phải gài nắp xong. Tới vị trí dưới nha mọi người. Đây, tới nắp phía dưới. Mình quay bài xuống nha mọi người. Ok. Tiếp theo đây là tới phần lưỡi nha mọi người. Cuối cùng là phần nắp. Và có ốc tóc phía trên. Và lúc này còn cái phần lò xo là quan trọng nha mọi người. Đó. Bây giờ ta lắp lò xo như thế nào? Phía trên đây có cái lợi gài đây. Khó thấy nha. Đây, phía trên đây có cái lợi gài. Ta gắn cái móc này vô cái lợi gài trước. Ok. Đây mọi người, đó ta gắn này vô. Còn đầu dưới là ta gắn phía dưới cái lỗ nha mọi người. Đây, phía đây có cái lỗ đây. Đó, ta gắn vô cái lỗ đó. Lò xo mình đã gắn xong rồi mọi người. Đây, lò xo có nhiệm vụ bật cái này. Ok. Nó giữ cái này đang vị trí là tự động mọi người. Phần này để bảo vệ lưỡi cắt. Khi túp lưỡi ta cần một tay ấn vô vị trí cái khóa nha mọi người. Và một tay nó để dặn ốc. Ok, phải dùng hai tay, một tay nắm cần phá và một tay để siết lưỡi mọi người. Đây, đó, phía đây mình đã dặn xong mọi người, đó, phần lưỡi mình đã dặn xong. Ok, bán phá, kéo vô cái da điều chỉnh. Và cuối cùng ta lắp thang này. Đó, các bạn thấy nhìn vị trí thang không? Khi lắp thang ta chú ý rãnh nha mọi người. Và phải lắp thang đúng cỡ của nó. Vô từ từ và nhét cho nó vô đúng rãnh nó. Ok. Ok, thang mình vừa lắp xong rồi mọi người. Phía đây rồi bên hầu mình sẽ đi test máy thử cho mọi người coi nha. Máy chạy rất ngọt nha mọi người. Còn muốn chất lượng nữa mình thay lưỡi mới vô nữa là ok. Đó, đây là một con máy cắt mình mới vừa review xong mọi người. Mới vừa tháo xong. Và đây là một con kế nữa. Con này là con bự của mình đã làm rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.